Niềm tin kinh tế tại Đức tăng mạnh trong tháng 11 khi doanh nghiệp kỳ vọng doanh số khởi sắc vào cuối năm. Đây được xem như là một thông tin vui cho Eurozone, khu vực đang trên đà hồi phục dù yếu ớt nhưng cũng đã thoát khỏi suy thoái. Niềm tin kinh doanh tại Đức trong tháng 11 đạt 109,3 điểm, tăng 1,9 điểm so với tháng trước, vượt kỳ vọng của thị trường và là mức điểm cao nhất kể từ tháng 4 năm 2012. Cũng trong tháng 11, chỉ số BMI của Đức tăng 1,1 điểm, lên 54,3 điểm, kết quả cao nhất trong 10 tháng qua những con số trên cho thấy nền kinh tế đầu tàu của eurozone vẫn đang mạnh mẽ mặc dù trước đó nhiều người lo lắng đức sẽ bị chậm tốc ảnh hưởng đến cả khu vực tăng trưởng quý ba của đức đi lên nhờ nhu cầu tiêu dùng quốc nội tăng tỷ lệ thất nghiệp thấp và lương tăng nhẹ song nói như vậy không có nghĩa chính phủ đức hoàn toàn thảnh thơi với những vấn đề về kinh tế giới chuyên gia nhận định đức đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao nước này cần chuyển sang sử dụng nhiên liệu tái tạo và tránh khỏi năng lượng hạt nhân